Thế thì em cũng xin phép trình bày những cái cập nhật tập những cái chẩn đoán thiếu máu não. Mặc dù chúng ta biết là đó là thiếu máu não và như ta đã biết thì trong các bệnh là nhồi máu, và đây là cái nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba tại Hoa Kỳ cũng như là các nước phát triển. Đây là một cái vấn đề mà đang rất được quan tâm không chỉ tại trên thế giới mà cũng tại Việt Nam, tại vì chúng ta cũng biết đó là cái đời sống của chúng ta ngày càng gia tăng, tuổi thọ ngày càng tăng lên, thì các cái bệnh lý của như là tim mạch, tiểu đường, huyết áp cũng như là đột quỵ lên, và nếu mà chúng ta không chẩn đoán và điều trị được thì cái gánh nặng bệnh tật để lại cho gia đình là rất lớn, không chỉ là vì chuyện là bệnh nhân có thể tử vong mà hợp mà đột quỵ nếu mà không kịp thời thì sẽ để lại cái di chứng tàn tật. Vậy thì là cái nguồn kinh tế bỏ ra để chăm sóc bệnh nhân cũng như là cái thất thoát sức lao động đối với xã hội đó là rất là lớn, và chúng ta dự đoán đó là tại Việt Nam thì trong vòng khoảng 5 đến 10 năm nữa thì cái tỷ lệ nhồi máu hàng năm thì tăng lên khoảng gấp 2 đến gấp 3 lần. Về kỹ thuật chẩn đoán thì chúng ta sử dụng cái công cụ đó là máy cắt lớp vi tính hoặc là máy cộng từ. Những cái kỹ thuật này thì hiện tại đã có những cái bước nhảy vọt và có rất là nhiều các cái tiến bộ về các kỹ thuật trong chẩn đoán. Đi song song với nó cũng là các cái kỹ thuật về điều trị lấy huyết khối của động mạch não. Tuy nhiên trong phạm vi bài hôm nay thì chúng ta chỉ tập trung đó là các cái kỹ thuật về chẩn đoán tai biến của nhồi máu. Thế thì đây là những cái protocol mà ứng dụng trong chẩn đoán, bao gồm có hai, đó là cắt lớp vi tính và cộng từ. Thế thì trong mỗi một cái kỹ thuật thì chúng ta sẽ có những cái phần cơ bản theo, và việc sử dụng là hình ảnh cộng từ hay cắt lớp thì đấy là thuộc vào từng trường hợp và ca lâm sàng cụ thể. Trên thực tế thì theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch và Đột quỵ Hoa Kỳ thì chúng ta vẫn ưu tiên sử dụng cắt lớp vi tính so với cộng từ, vì khi mà bệnh nhân vào viện trong một cái tình trạng đột quỵ, tức là một tình trạng cấp, ta cần những cái công cụ mà nó nhanh, đơn giản và sẵn có. Chính vì vậy là cắt lớp vi tính thường được ưu tiên hơn, mặc dù chúng ta biết là cộng từ có giá trị chẩn đoán nhồi máu não rất là sớm và rất là nhanh. Tuy nhiên nó đòi hỏi là một bệnh viện bị đầy đủ. Thứ hai là máy cộng từ không phải lúc nào cũng mở 24/7. Và thứ ba đó là khi chụp cộng từ thì đòi hỏi bệnh nhân phải nằm yên, mà trong cái tình trạng kích thích do nhồi máu não thì bệnh nhân có thể rất là kích động và chúng ta sẽ thu được những cái nhiễu ảnh rất là lớn. Vì thế cho nên trên thế giới hiện tại họ vẫn ưu tiên sử dụng cắt lớp vi tính so với cộng từ, và kỹ thuật này tương lai chúng ta có thể nâng cấp lên một cái one time scan, và chúng ta cố gắng chụp trên một cái máy chụp duy nhất, thậm chí là chụp trên cái máy chụp cắt lớp vi tính của cái máy can thiệp DSA để sau đấy có thể tiến hành can thiệp luôn cho bệnh nhân, thì nó sẽ là thuận tiện nhất. Và trong các kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính thì chúng ta quen thuộc nhất với hai kỹ thuật cơ bản, đó là chụp cắt lớp vi tính không tiêm, và chúng ta có thể tiêu sợi huyết ngay trên bàn cắt lớp nếu như bệnh nhân không có chỉ định đối với thuốc tiêu sợi huyết và trong cái cửa sổ 4,5 giờ đầu. Tiếp đến chúng ta có thể chụp CTA multiphase, chúng ta có thể chụp tưới máu não, chúng ta có thể chụp hai mức năng lượng hoặc là đánh giá tính thấm của thành mạch. Với kỹ thuật cắt lớp vi tính này giúp cho chúng ta đánh giá chỉ định một cách tuyệt đối, và trong trường hợp bệnh nhân có chảy máu thì ví dụ như chúng tôi thì những trường hợp mà bệnh nhân có chảy máu thì chúng ta dừng lại ở cái bước là chúng ta chụp CTA. Tại vì khi mà bệnh nhân có chảy máu thì chụp CTA cũng giúp cho chúng ta có thể đánh giá được cái nguyên nhân gây chảy máu. Ví dụ như là định hướng xem là có tăng huyết áp hay không, có dị dạng mạch não hay không, có phình hay là AVM của động mạch não hay không. Một số trường hợp chúng ta có thể hơi cân nhắc nếu không trường hợp các bệnh nhân có suy thận, nhưng mà chúng ta cũng cần phải ý thức được rằng là khi bệnh nhân đột quỵ não thì đây là cái trường hợp tối cấp cứu. Và những trường hợp nếu bệnh nhân có suy thận kèm theo thì chúng ta cứ chụp cắt lớp vi tính mạch não và có thêm thuốc cản quang, sau đó thì chúng ta có thể tiến hành chạy thận cho bệnh nhân, tại vì chúng ta phải ưu tiên cái chẩn đoán của nhồi máu não hơn. Những cái trường hợp mà bệnh nhân đến viện vào giai đoạn sớm thì cắt lớp vi tính có thể khó đánh giá về mặt tổn thương nhu mô hơn so với cộng từ, hoặc là có thể có cái sự chênh lệch khi đánh giá mức độ tổn thương nhu mô trên cắt lớp vi tính so với cộng từ ở giữa các cái bác sĩ khác nhau. Và vì thế sau đây chúng ta cái phần sau đây chúng ta sẽ đến phần mà đánh giá các cái tổn thương dựa trên cái trí tuệ nhân tạo, mà tiêu biểu nhất đó là phần mềm Rapid. Thế thì đây là cái protocol mà chúng tôi vẫn đang áp dụng trong nhiều năm qua và có cập nhật dựa trên những cái khuyến cáo của trên thế giới. Một cái bệnh nhân đột quỵ não mà vào viện thì chúng ta sẽ ưu tiên thăm khám hình ảnh dựa CT scanner hoặc cộng từ, và ở đây chúng ta đã biết là chúng ta ưu tiên CT scan. Nên nếu mà chúng ta chụp CT scan xong mà có chảy máu thì chúng ta tất nhiên là chúng ta sẽ
hướng đến điều trị nội khoa hoặc là một số những cái cấp cứu không trì hoãn, ví dụ như bệnh nhân có vỡ phình mạch não hay vỡ phình AVM thì chúng ta có thể điều trị một cách cấp cứu có trì hoãn. Thế trong trường hợp mà có nhồi máu thì chúng ta sẽ tiến hành đánh giá mạch máu não dựa trên cái phim chụp cắt lớp vi tính CTA, và trên CTA thì cái mục đích của chúng ta là phải xác định được vị trí tắc. Nếu mà không có tắc mạch lớn thì chúng ta sẽ chủ động điều trị nội khoa. Thế còn nếu trường hợp mà có bằng chứng tắc động mạch lớn trên CTA mà vẫn nằm trong cái cửa sổ điều trị thì chúng ta sẽ ưu tiên kỹ thuật, đó là sử dụng thuốc tiêu sợi huyết nếu có thể, tức là trong vòng 4,5 giờ đầu kết hợp với lấy huyết khối cơ học. Nếu mà ngoài cửa sổ 6 tiếng đối với tuần hoàn trước thì chúng ta bắt buộc phải chụp tới máu não, và chúng ta dựa trên các tiêu chuẩn của nghiên cứu Don và Diffuse Bra để chúng ta quyết định là một bệnh nhân có cái chỉ định điều trị lấy huyết khối động mạch não hay không. Thì chúng ta đến với các cái kỹ thuật thăm khám cơ bản. Đầu tiên đó là cắt lớp vi tính. Thì cắt lớp vi tính thì chúng ta có cái kỹ thuật cơ bản nhất, đó chính là cắt lớp vi tính không tiêm. Cái này thì áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế. Để trong trường hợp mà chúng ta không có cắt lớp vi tính đa dạy, chúng ta không cần để chụp được CTA thì chúng ta cần ngại, và chúng ta hãy ưu tiên chụp cái cắt lớp vi tính không tiêm trước. Tại vì theo cáo của Hội Tim mạch và Đột quỵ Hoa Kỳ thì tất cả các bệnh nhân nghi ngờ đột quỵ khi nhập viện cần thăm khám và đánh giá hình ảnh sọ não ngay lập tức dưới cắt lớp vi tính không tiêm. Và trong phần lớn các trường hợp thì chụp cắt lớp vi tính không tiêm đã đủ để cung cấp thông tin cho quyết định điều trị của chúng ta rồi. Nếu mà chúng ta thấy chảy máu thì chúng ta sẽ hướng đến các nguyên nhân như là tăng huyết áp hoặc là dị dạng mạch. Còn nếu chúng ta không thấy chảy máu thì tức là bệnh nhân phải có nhồi máu não, tại vì trên lâm sàng là bệnh nhân đã có biểu hiện của đột quỵ rồi. Và thông thường quy ước về mặt thời gian đó là từ khi vào viện đến khi bệnh nhân được thăm khám hình ảnh thì trong vòng 20 phút là chúng ta phải đảm bảo được điều này. Và tại trung tâm điện quang bệnh viện Bạch Mai thì khi mà bệnh nhân được vào viện thì chúng tôi thiết lập ngay cái hệ thống đường truyền với cái hệ thống kim 18 Gold, để mục đích là khi mà chụp cắt lớp vi tính không tiêm là người ta có thể chụp luôn cái CTA, thì chúng ta cần đặt luôn một cái đường truyền tĩnh mạch tại khoa cấp cứu. Nếu mà được như vậy thì nó sẽ là tối ưu. Còn trong trường hợp mà chúng ta không thể chụp CTA thì chúng ta cũng cứ ưu tiên chụp càng sớm càng tốt một cái cắt lớp vi tính không tiêm. Và chúng ta lưu ý mục đích chính của nó chính là loại trừ chảy máu não. Và loại trừ chảy máu đối với các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thì rõ ràng là không có gì khó khăn. Chúng ta chỉ lưu ý các trường hợp mà bệnh nhân có xuất huyết dưới nhện nhỏ mà chúng ta có thể chủ quan, chúng ta không phát hiện được, thì cái đấy sẽ rất là nguy hiểm, tại vì chiến lược điều trị của chúng ta nó sẽ thay đổi hoàn toàn. Và sau đó thì chúng ta sẽ xác định những cái trường hợp là tổn thương nhồi máu ở vùng nào và tương ứng với tắc của động mạch nào. Đấy, một số cái trường hợp mà chúng ta có thể đánh giá thêm trên CTA các cái nguy cơ mà bệnh nhân có phình mạch kèm theo, thì nếu mà chúng ta điều trị thuốc tiêu sợi huyết thì chúng ta cũng cần hết sức là những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải trả lời trên phim cắt lớp vi tính không tiêm. Đầu tiên đó là có chảy máu hay không, và như tôi đã nói ở slide trước, tức là chúng ta cần phải lưu ý là những cái trường hợp huyết dưới nhện nhỏ hoặc là dưới màng cứng, thậm chí là tụ máu dưới màng nhiều giai đoạn, thì chúng ta cần phải hết sức tỉnh táo, tại vì nếu bỏ sót thì chúng sai lầm trong chiến lược điều trị. Và sau đó chúng ta xác định bên của tổn thương. Thì thông thường thì chúng ta hãy quen với những cái trường hợp mà tổn thương nằm ở bên trái hoặc bên phải của tuần hoàn. Thường thì chúng ta sẽ dựa vào lâm sàng, bệnh nhân liệt nửa người trái ta sẽ đánh giá bán cầu phải và ngược lại. Thế tuy nhiên một số trường hợp là đôi khi chúng ta bỏ quên cái vùng tổn thương của động mạch thân nền, tại vì chúng ta biết là trên cắt lớp vi tính đánh giá các tổn thương ở vùng hố sau rõ ràng là rất hạn chế, tại vì ở đấy có nhiễu ảnh của xương và cái thể tích của cái vùng thân não nó rất là nhỏ, nên đôi khi chúng ta bỏ quên cái vùng hố sau, và chúng ta có thể là chỉ chăm chăm chúng ta đọc hai cái bán cầu đại não mà chúng ta quên mất là bệnh nhân còn có thể bị tắc động mạch thân nền. Những cái trường hợp mà hướng đến tắc động mạch thân nền thì chúng ta sẽ cũng phải dựa vào lâm sàng, nếu bệnh nhân có liệt hoặc là yếu tứ chi, hoặc bệnh nhân có liệt hầu họng, rối loạn nuốt, thì đấy là những cái triệu chứng rất là gợi ý trong cái trường hợp tắc động mạch thân nền. Tiếp theo ta phải đánh giá mức độ tổn thương mô, cái này thì ta sẽ chấm điểm dựa trên thang điểm aspect đối với tuần hoàn trước hoặc PC aspect đối với tuần hoàn sau. Tiếp theo thì khi mà đã đánh giá được, phát hiện được cái mức độ tổn thương mô thì qua đó ta sẽ xác định xem là cái vùng tổn thương này nó thuộc vùng cấp máu của động mạch nào, và không chỉ thuộc vùng cấp máu của động mạch nào mà thuộc cái đoạn nào của cái động mạch đó. Ví dụ như là chúng ta xác định là tắc của động mạch não giữa, nhưng chúng ta cũng cần xác định được đó là tắc của đoạn M1, M2 hay M3 để chúng ta có chiến lược cho điều trị. Tiếp theo là chúng ta sẽ phát hiện các cái dấu hiệu của huyết khối, ví dụ như là dấu tăng động, hoặc là một số các trường hợp mà sẽ có cái tổn thương vôi hóa kèm theo thì nó sẽ gợi ý những cái trường hợp mà có xơ vữa hay có hẹp mạch. Cuối cùng là chúng ta đưa ra là xem là bệnh nhân trên hình ảnh chụp thì có còn chỉ định để sử dụng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch hay không. Tại vì chúng ta biết là sử dụng thuốc tiêu sợi huyết có ưu điểm, nó là rất là nhanh. Chúng ta có thể tiêu sợi huyết ngay trên cái bàn chụp cắt lớp vi tính, và như vậy tiết kiệm trong thời gian cho bệnh nhân một cái thời gian rất là lớn. Và thường tiêu chuẩn tiêu sợi huyết đó là với cái tuần hoàn trước, nếu mà điểm aspect trên 6 và bệnh nhân khởi phát
thời gian rõ ràng trong vòng cửa sổ là 4. Đây là những cái hình ảnh mà chụp cắt lớp vi tính thì các anh chị và các bạn càng chẩn đoán ra, ví dụ trường hợp này có tụ máu nhu mô, có phù nề xung quanh, kèm theo ở đây là có xuất huyết dưới nhện. Đấy, những cái trường hợp mà chúng ta cần lưu ý đó, những trường hợp khó, ví dụ trường hợp mà xuất huyết dưới nhện ở vùng ở não, những cái trường hợp này rất là nhỏ. Nếu mà chúng ta vô tình mà chúng ta không đọc, không xác định máu hoặc là những cái tụ máu dưới màng sát thương, cái chỗ mà cái khả năng cao mà gây nhiễu ảnh mà chúng ta có thể bỏ sót đấy. Nếu mà chúng ta không phát hiện được mà chúng ta lại sử dụng thuốc tiêu sợi huyết thì điều đấy rất là nguy cơ, bởi vì điều đấy có thể làm tăng nặng cái tình trạng chảy máu và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Và những cái tổn thương chảy máu này rõ ràng là chúng ta biết là phát hiện trên cắt lớp vi tính là dễ hơn so với cộng tử, thì đây cũng là một trong những cái lý do mà người ta lựa chọn cắt lớp vi tính trong thăm khám bệnh nhân bị đột quỵ nhồi máu não. Tiếp theo là các cái dấu hiệu cơ bản của tác động mạch não. Thế thì chúng ta thường là thường thường dấu hiệu cơ bản là trước, tức là tắc của động mạch não giữa, là cái mà chúng ta thường quen gặp nhất, tại vì đây cũng là cái vị trí động mạch lớn thường gặp nhất, và cái này cũng áp dụng trong, nếu không phải là do xơ vữa bùi hóa từ gốc thì cái trong do huyết khối mới nó cũng giống như cái tắc của động mạch não giữa, kết hợp thêm cái tắc của động mạch não trước nếu bệnh nhân có thiểu sản A1 ở bên đối diện. Các dấu hiệu kinh điển mà chúng ta cần phát hiện không chỉ trong tác động mạch não giữa đó là giảm tỷ trọng nhu mô và tăng động tại vị trí của huyết khối. Thì với giảm tỷ trọng nhu mô của động mạch não giữa thì cái vùng cấp máu của động mạch não giữa nó rất là rộng, nó giống như một cái hình thang chiếm khoảng 2 phần 3 cái bán cầu của đại não ở một bên. Và trong cái vùng cấp máu của động mạch não giữa thì cái vùng mà cần nhiều oxy nhất thì theo nguyên tắc bao giờ nó cũng sẽ sớm nhất, thì cái vị trí đấy đây là cái vị trí thường xuất hiện trong vòng khoảng 30 phút đến 1 tiếng sau khi bị chúng ta sẽ thấy cái dấu hiệu đó là giảm tỷ trọng bèo, và đây cũng là cái nơi mà khi mà nó chết sớm nhất thì cái nhu mô ở tại vị trí này nó sẽ hoại tử đầu tiên, và khi hoại tử đầu tiên mà nếu mà sau này chúng ta tái thông mạch não chúng ta sẽ thấy đây là cái vị trí mà thường có chuyện giảm chảy máu nhất, và cái đấy là cái mà chúng ta phải cần hết sức thận trọng nếu mà trong quá trình chúng ta điều trị chúng ta có sử dụng thuốc tiêu sợi huyết hoặc là bệnh nhân có đang có. Đây là cái trường hợp mà bệnh nhân tắc của động mạch não giữa tiên thôi, cho nên chúng ta thấy là sau 24 giờ thì cái tổn thương nó vẫn chỉ khu trú ở vị trí nhân bèo chứ nó không lan rộng ra toàn bộ vùng cấp máu của động mạch não giữa. Dấu hiệu thứ hai đó là xóa ri băng thủy đảo. Ri băng thủy đảo là cái phần mà chất xám chạy dọc theo bề mặt của cái khe synovius, khe lớn nhất của cái bán cầu đại não. Đây là cái vị trí của ri băng. Đây là cái phần cái chất xám thứ hai mà chúng ta gặp là nó có tổn sau khi mà giảm tỷ trọng nhân bèo. Nếu mà tắc gốc của động mạch não giữa thì rõ ràng là sẽ giảm tỷ trọng nhân bèo. Còn trong trường hợp mà chỉ giảm tỷ trọng thủy đảo mà không giảm tỷ trọng nhân bèo thì chúng ta cũng có thể suy ra đó là bệnh nhân tắc từ đoạn tận M1 hoặc là gốc của đoạn M2 của động mạch não giữa. Đây là một cái trường hợp mà ví dụ minh họa bệnh nhân có giảm tỷ trọng quan sát thấy rất là rõ. Trong khi bên phải thì cái vùng chất xám nó vẫn còn, bên này thì cái vùng chất trắng và chất xám vị trí bao ngoài và vị trí thủy đảo nó đã bị xóa nhòa ranh giới rồi, và cái thủy đảo đây là một cái trường hợp mà tắc nhánh M2 tương với vùng cấp máu cho cái của bán cầu não trái và bệnh nhân có xuất hiện cái rối loạn ngôn ngữ. Tiếp theo những cái trường hợp mà giai đoạn muộn hơn thì tế bào não sau khi mà bị thiếu oxy thì cái màng tế bào nó sẽ bị tổn thương dẫn đến là hỏng natri kali và nước sẽ đi vào bên trong tế bào to, và sau khi bị phình to thì nó sẽ làm mờ đi các cái rãnh cuộn não. Thì ở đây ta thấy cái trường hợp mà tổn thương ở giai đoạn muộn khoảng giờ 3 giờ thứ tư thì cái bán cầu não bên trái não nó trở nên thưa thớt và cái mất ranh giới của chất trắng chất xám là cái giai đoạn muộn hơn. Trong cái trường hợp mà tuần hoàn màng hệ kém thì các cái dấu hiệu sớm hơn. Một cái dấu hiệu nữa chúng ta cũng rất thường hay áp dụng trên lâm sàng đó là tăng động tại vị trí huyết khối, tại vì chúng ta thì nó bao gồm các cái tế bào máu và khi mà nó có dòng chảy chậm tăng động và chúng ta quan sát đấy cái tăng động này càng rõ thì chứng tỏ cái khả năng mà huyết khối di trú từ nơi khác đến nó càng cao và thường là nó gợi ý huyết khối mới hình thành. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý những trường hợp bệnh nhân có bệnh hệ thống ví dụ như lupus ban đỏ chẳng hạn thì cái hematocrit thường rất là cao và dòng chảy chậm, thì khi đó chúng ta sẽ gặp cái dấu dương tính giả. Thế như vậy chúng ta khi chúng ta nhìn một mảnh
nếu mà có tăng đậm thì chúng ta phải so với các mạch khác nữa, ví dụ động mạch thân nền, ví dụ như là động mạch não giữa bên đối diện. Thế nếu mà chúng ta thấy nó tăng với cả biên độ như nhau thì cái dấu tăng đậm này, cái giá trị dương tính ấy nó không có ý nghĩa, và nó chỉ có ý nghĩa khi mà nó chỉ xuất hiện tại một mạch duy nhất thôi. Còn nếu mà xuất hiện tại nhiều mạch thì chúng ta phải tìm các cái thông kinh khác để củng cố. Trường hợp mà bệnh nhân bị đột quỵ não giờ thứ tư, nam 70 tuổi, thì đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân bị tắc ở tại động mạch thân nền, thì chúng ta thấy là có dấu tăng đậm tại vị trí ở trước của cầu não. Thì chúng ta cũng thấy là trong trường hợp mà tuần hoàn sau thì rõ ràng để đánh giá là có giảm tỷ trọng của cầu não hay không thì đôi khi rất là khó đánh giá, tại vì ăn rất là chật hẹp và có nhiều ảnh xương. Chúng ta chụp CTA chúng ta sẽ thấy tắc từ gốc của động. Đây là một cái trường hợp mà chúng ta cần hết sức là, vì là đôi khi chúng như như tôi đã nói ở phần trước là đôi khi chúng quên mất tuần hoàn sau, nhưng cần hết sức thận trọng. Tiếp theo là chúng ta phân vùng cấp máu, thì đây là những cái hình ảnh rất là cơ bản và kinh điển. Thì chúng ta biết là vùng màu vàng là vùng cấp máu của động trước và màu xanh lá cây là vị trí của động mạch não sau. Chi tiết mà chúng ta đôi khi là chúng ta có thể nhầm lẫn đó anh chị và các bạn hết. Khi chúng ta xác định được cái vùng thương thì chúng ta sẽ tập hợp lại xem là những cái vùng nhu mô bị tổn thương đó nó nằm trong vùng cấp máu của động mạch nào, và chúng ta hay gặp nhất đấy là tắc của động mạch não giữa. Thì ở đây thì các anh chị và các bạn cũng có thể nhìn thấy cái phân đoạn của động mạch não giữa, mà cái đoạn chúng ta hay gặp nhất chính là đoạn M1. Đấy, đoạn M1 tức là từ gốc xuất phát cho đến vị trí trước khi chạy vào khe synovius. Đoạn chạy trong khe synovius là đoạn M2, sau đó đoạn vỏ não là M3 và đoạn tận đó là M4. Thế thì thường chúng ta sẽ hay lấy huyết khối ở các cái đoạn từ M1 cho đến M2. M3 thì một số nghiên cứu của nước ngoài cũng đang triển khai, tuy nhiên các anh chị cần hết sức thận trọng và chúng ta phải chọn những cái dụng cụ lấy huyết khối cỡ nhỏ, tại vì những cái vị trí này nó mạch nó rất là nhỏ, chúng ta có nguy cơ gây thủng mạch rất là cao. Thế tại vị trí tách của đoạn tận của cảnh trong thì chúng ta có động mạch não trước A1. Đây là một số các trường hợp minh họa, thì chúng ta thấy đây là cái trường hợp giảm tỷ trọng giai đoạn muộn rồi, thì sau đây chúng ta thấy là trong vùng nhồi máu nó có 72 giờ và tổn thương. Đây là một cái trường hợp mà tắc từ gốc. Một số trường hợp khác thì chúng ta phải thấy đây là ví dụ, trường hợp này là tắc của động mạch não trước. Cái trường hợp này là các anh chị có thể biện luận là đấy, nhưng mà thường chúng ta gặp trên lâm sàng sẽ là tắc động mạch não trước một bên, nhưng mà bệnh nhân lại bị thủng sản trước A1 một bên, cho nên là khi mà tắc một bên nó nhồi máu cả hai bên bán cầu. Trường hợp này là một cái trường hợp mà cấp máu chúng ta phân tích là sau, thì thường chúng ta có thể gặp là trên thì huyết khối có thể bắn lên nhiều nơi và tắc cùng lúc cả động mạch não giữa cả động mạch não sau, hoặc chúng ta cũng có thể gặp những trường hợp mà biến thể giải phẫu, ví dụ như là tắc động mạch cảnh trong. Tắc động mạch cảnh trong thì sẽ nhồi cái vùng của não giữa, trong từ động mạch cảnh trong mà có ưu thế của động mạch tân thông sau thì nó sẽ tắc luôn cả cái vùng cấp máu của động mạch não sau. Cái trường hợp này không tắc não trước, có thể là do cái động mạch bàng hệ từ cái nhánh A1 bên bên phải nó sẽ nuôi cả não trước của hai bên. Ví dụ trường hợp này là tắc tắc não sau đơn thuần. Cái trường hợp này là tắc diện rộng, cái vùng cấp máu của động mạch não trước và não giữa thì thường là tắc của cảnh trong. Bên cạnh đó thì ta cũng thể xác định được phần nào cái đoạn động mạch não bị tổn thương. Như lúc nãy tôi cũng đã nói, tức là ví dụ như động mạch não giữa người ta chia thành 4 đoạn từ M1 cho đến M4. Thì ví dụ trường hợp này ta thấy giảm tỷ trọng tại vị trí nhân bèo. Giảm tỷ trọng tại vị trí bao ngoài và thùy đảo cộng thêm cái vùng vỏ não. Thì tuy nhiên ta thấy cái vùng của nhân bèo và đầu nhân đuôi không hề bị tổn thương. Mà theo logic ta biết là nếu mà thông thường thì cái vùng này nó cần nhiều oxy nhất, cho nên nó sẽ phải bị tổn thương đầu tiên. Thì khi mà nhân bèo đã giảm tỷ trọng mà khi mà thùy đảo đã giảm tỷ trọng mà nhân bèo và đầu nhân đuôi chưa giảm, thế tức là tổn thương nó phải ở phía sau các cái nhánh bèo vân, tức là thường ở cái đoạn tận của M1 hoặc là đoạn đầu của M2. Tương tự như vậy trên cái hình ảnh cắt lớp vi tính không tiêm thì ta thấy là gì? Ta thấy là ở đây nó có cái hình ảnh tăng đậm của động mạch não giữa. Như vậy trường hợp này là một cái tắc gốc của cái đoạn M2 của động mạch não giữa. Một cái trường hợp khác, bệnh nhân 45 tuổi, bệnh nhân bị liệt nửa người. Đấy, trường hợp này bệnh nhân vào viện rất là sớm, ngay giờ đầu tiên. Tuy nhiên với cái trường hợp này thì thật ra là khi bệnh nhân vào viện càng sớm thì mức độ nhu mô càng ít và chúng ta càng khó phát hiện tổn thương trên hình ảnh cắt lớp vi tính, nó rất là khó nhìn. Trường hợp này thì phải có những hình ảnh
chứng khoán mà chúng ta phải đánh giá qua nhiều lát cắt. Thì trường hợp này là cái trường hợp mà giảm nhẹ, giảm rất cao cái tỷ trọng của vị trí nhân bèo bên trái. Trường hợp này thì nếu mà chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chúng ta có thể đọc là một cái trường hợp là một chúng ta có thể đọc một cái nhu mô não bình thường. Chính nếu mà bệnh nhân đến quá sớm như này, ta có thể chỉ cần đơn giản là loại trừ chảy máu não, sau đó là ta có thể sử dụng thuốc tiêu sợi huyết nếu bệnh nhân không có chống chỉ định. Trường hợp này thì sau 24 giờ ta quan sát thì sẽ rõ hơn. Và với những cái trường hợp khó như thế này, thường những cái bác sĩ chẩn đoán hình ảnh nhiều kinh nghiệm thì chẩn đoán sẽ dễ dàng hơn, hoặc chúng ta có thể áp dụng kỹ thuật. Những trường hợp như này thì nếu mà tổn thương khu trú tại vị trí nhân bèo nhưng lại không có thủy đàm thì như vậy nó sẽ không phải tắc từ gốc của động mạch não giữa, và nó sẽ xiên, hay còn gọi là các cái nhánh bèo vân tách từ đoạn M1 của động mạch não giữa. Thì chúng ta thấy là như vậy là bệnh nhân vào viện càng sớm thì tiên lượng càng tốt, nhưng mà sẽ khó cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, tại vì chúng ta sẽ khó phát hiện ra tổn thương. Thì như vậy là với những cái trường hợp này thì đôi khi chúng ta phải sử dụng những cái tip nhỏ, mẹo nhỏ để chúng ta, mà trong khi là các cái công cụ chúng ta đọc trên phim nữa, mà chúng ta đọc trên máy, chúng ta có thể thay đổi được các cái cửa sổ. Đấy, và chúng ta có thể thu hẹp cái cửa sổ lại để tăng độ tương phản. Trường hợp này ta có thể thấy tổn thương tại vị trí nhân bèo bên phải. Anh ơi, Quang Anh, từ xin lỗi, tớ nhờ một tí. Cái mic của con ấy, thỉnh thoảng nó cứ bị tiếng, hơi bị đứt tiếng ấy. Thì cậu xem một tớ xem là các cái máy của mình có đang bật cái ứng dụng gì khác không, hay là chỉnh lại được cái mic xem. Tức là có lúc nghe tiếng rất rõ nhưng mà bị lúc nghe okay, được. Tớ sẽ mọi người nghe lại xem là có vấn đề gì không. Bây giờ thì nghe rõ rồi đấy, nhưng thỉnh thoảng tớ nghĩ là tại lúc đấy chắc là bị bật hai cái device. Ok. Thì bây giờ nếu mà bị rè thì nhắn lại cho tớ nhé. Ok, có tiếp tục đi. Thế thì đây là một cái trường hợp khác, bệnh nhân vào viện do nhồi máu ở bán cầu trái. Thế thì trường hợp này thì khi chúng ta thay đổi độ tương phản thì chúng ta thấy cái tổn thương ở bán cầu trái rất là rộng, và điểm aspect chắc là chỉ khoảng 5 đến 6 điểm thôi. Đây là một trong những cách mà chúng ta có thể áp dụng trên lâm sàng. Chúng ta đọc khi mà chúng ta đọc phim trực tiếp trên máy, chúng ta có thể áp dụng để chúng ta xác định cái mức độ tương nhu mô của nhồi máu não. Một cái thang điểm mà người ta cho rằng là được áp dụng gần như là tiêu chuẩn trong các cái trường hợp chẩn đoán thiếu máu não, đó là thang điểm aspect. Cái thang điểm này là cái thang điểm từ cái nghiên cứu từ cái chương trình ATA program của Canada, và cái thang điểm này là chấm điểm trên CT score. Và ở đây mọi người quá quen thuộc rồi, các cái vùng chia làm 10 vùng: chân xám của đầu nhân đuôi, thủy đảo, chân bèo, với các cái vùng vỏ não chia từ 11, 12, 13 cho đến 16 và bao trong. Thế thì mỗi một cái vùng tổn thương ta sẽ trừ đi một điểm. Như vậy bệnh nhân sẽ có tối đa là 10 điểm là sẽ là tốt nhất. Thế còn các trường hợp mà chúng ta có tổn thương rộng thì bệnh nhân ta sẽ trừ điểm tương ứng. Và thông thường thì chỉ định lấy huyết khối khi mà bệnh nhân có ít nhất là từ 6 điểm trở lên. Một số nghiên cứu hiện tại vẫn cho phép là lấy huyết khối với những cái trường hợp mà aspect rất là thấp, ví dụ như 4 hoặc 5 điểm. Nhưng mà cái những cái trường hợp đấy thì ta phải cá thể hóa và chúng ta phải lựa chọn bệnh nhân hết sức là thận trọng. Cái thang điểm này sau đấy người ta cũng áp dụng với cái vùng tuần hoàn sau, thêm cái chữ PC tức là posterior circulation. Thì với cái tuần hoàn sau thì cầu não và cuống não thì cực kỳ quan trọng, nên người ta có 2 điểm. Mỗi cái vùng còn lại, ví dụ như là tiểu não, vùng não sau và vùng đồi thị, người ta cho tổng là 10 điểm. Với mỗi cái vùng giảm tỷ trọng thì ta sẽ trừ 1 điểm, và thông thường với tuần hoàn sau thì tiên lượng sẽ nặng nề hơn, cho nên là cái chỉ định đặt ra khi mà chúng ta muốn lấy huyết khối đó là PCS phải trên 8 điểm. Trong trường hợp PCS dưới 8 điểm thì bệnh nhân phải chưa có tổn thương ở vùng cầu não, tại vì cầu não là một cái trung khu hô hấp và thần kinh hết sức quan trọng. Cho nên là trong cái trường hợp mà bệnh nhân mà PCS dưới 8 điểm mà chưa tổn thương cầu não thì chúng ta vẫn có thể can thiệp lấy huyết khối, và cái cơ sở nó có thể mở rộng đến 12 hoặc là 16 hoặc 20. Nên các nghiên cứu cũng cho thấy là với các trường hợp tàn tật và tử vong của bệnh nhân rất là cao, thường ở trên 50%. Tuy nhiên một cái vấn đề đặt ra đó là cái thang điểm aspect thì dựa trên kinh nghiệm của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh là chính. Chính vì thế mà nó không mang tính chất gọi là khách quan, mà nó mang tính chất chủ quan của từng cá nhân. Cùng bệnh nhân thì hai bác sĩ đọc kết quả, nếu mà chúng ta làm cái nhãn mù thì chúng ta có thể thu được các kết quả khác nhau. Cái điểm aspect nó có thể chênh nhau từ 6 đến, ví dụ như là có người đọc 5 điểm, có người đọc 6 hoặc 7 điểm. Như vậy nó cũng đã làm thay đổi chỉ định trong cái trường hợp mà chúng ta muốn can thiệp lấy huyết khối. Thế thì nước ngoài thì thường những cái trường hợp mà bác sĩ mà muốn đọc
cái thang điểm aspect này người ta bắt buộc phải có trải qua một cái khóa đào tạo và có chứng nhận để làm giảm đi những cái sai số. Đấy, tuy nhiên chúng ta cũng thấy một cái vấn đề là mặc dù là cùng một điểm aspect, tức là gì, ví dụ như là cùng 6 điểm, tức là bệnh nhân sẽ có 4 vùng tổn thương trong vùng cấp máu của động mạch não giữa. Thế tuy nhiên là cái thể tích tổn thương nó sẽ khác nhau. Nếu mà chúng ta quy theo điểm thì giảm tỷ trọng dù nhiều hay ít, dù cả cái vùng nhân bèo hay là dù chỉ là một hai chấm nhỏ trong vùng nhân bèo thì ta vẫn trừ đi một điểm. Thế như vậy là có sự sự vênh nhau nhất định, tức là cùng một điểm aspect là 7 điểm nhưng mà có thể bệnh nhân tổn thương nhiều hơn, có những bệnh nhân tổn thương ít hơn. Ngoài ra người ta cũng thấy là có những vùng mà có chức năng cao hơn, ví dụ như là các cái vùng ở vỏ não từ M1 đến M6 thì cái ảnh hưởng đến cái chức năng của bệnh nhân nhiều hơn, cho nên là khi mà tái thông những cái vùng này thì thường bệnh nhân sẽ có khả năng phục hồi tốt hơn. Thì một số những cái nghiên cứu gần đây, đặc biệt là cái nghiên cứu của Noguera và đồng nghiệp, cho thấy là chúng ta sẽ có một số những cái vùng mà chúng ta nghiên cứu, và khi mà cứu những cái vùng đó thì sẽ đảm bảo được chức năng của bệnh nhân ở bên tốt hơn. Ví dụ như là vùng M, ví dụ như là vùng M3 ở bên trái, vùng M6 bên trái và vùng M6. Tuy nhiên cái này thì cũng chưa đưa ra những cái khuyến cáo. Nó cũng làm cái hướng để chúng vai và cho thấy những cái vùng vỏ não nhất định. Và với những cái vùng này nếu mà chưa bị tổn thương thì chúng ta cũng có thể cân nhắc lấy huyết khối trong trường hợp mà aspect thấp. Nên khi mà aspect dưới 6 đối với tuần hoàn trước thì chúng ta cần phải cá thể hóa và cần dựa trên yếu tố kinh nghiệm rất là nhiều. Thì để làm giảm cái việc mà sai số giữa khi mà đánh giá cái thang điểm aspect giữa các cái bác sĩ lâm sàng thì người cho máy tính học. Đây là cũng là một xu hướng hiện tại, tức là sử dụng những nhân tạo AI. Thế thì rất nhiều phần mềm về AI đã được đưa ra để đánh giá thang điểm aspect, và một trong những cái thang điểm được nhiều nhất hiện tại đó là dựa trên cái phần mềm Rapid. Thì đây là một cái màn hình minh họa cái mức độ giảm tỷ trọng. Thế thì chúng ta thấy là khi mà máy tính nó đo thì nó sẽ đo cái tỷ trọng của từng cái vùng. Ví dụ ở đây chia ra làm 10 vùng và người ta sẽ thấy là nhận thấy giữa cái bên tổn thương và bên không tổn thương nó có cái sự chênh lệch về mặt tỷ trọng. Ví dụ ở đây bên trái tại vùng đầu nhân đuôi đo là 36,3 Hauschild trong khi bên phải là 38,7. Thì như vậy máy sẽ tự động xác định là đây là cái vùng có tổn thương. Thế thì nghe thì có vẻ rất là hay, tuy nhiên trên thực tế lâm sàng khi áp dụng thì nó vẫn còn những cái mâu thuẫn và vẫn còn những cái nhầm lẫn nhất định. Tại vì chúng ta biết là đôi khi chúng ta chụp bệnh nhân có thể di lệch đầu, hoặc là bệnh nhân nằm đầu đầu hai bên nó không chuẩn, hoặc là nhất là trong những trường hợp bệnh nhân có tổn thương cũ. Thế thì cái đưa cái phần mềm AI này mục đích làm khách quan hóa cái thang điểm aspect. Tuy nhiên thực tế cho thấy thì nó chưa đạt được như kỳ vọng, và hiện tại thì tại một số các cái cơ sở các cái bệnh viện lớn ở tại Việt Nam, ví dụ như là Quảng Ninh hoặc Chợ Giấy 115 hay Bạch Mai, chúng tôi sử dụng cái phần mềm này với mục đích đó là tham khảo. Tức là khi chúng ta có một cái trợ thủ đằng sau đọc cùng với chúng ta, và chúng ta sẽ đánh giá thang điểm aspect của chúng ta trước, sau đó chúng ta sẽ tham khảo trên trí tuệ nhân tạo để xem là để chúng ta đưa ra cái kết luận cuối cùng cho nó hợp lý nhất, chứ chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn dựa hoàn toàn. Thế như vậy với các lớp vi tính không tiêm thì đây là phương tiện thăm khám phổ biến nhất trong đột quỵ não. Đầu tiên là nếu mà chúng ta chưa có kinh nghiệm thì chúng ta mục đích là loại trừ chảy máu, sau đó mới xác định nhồi máu. Bệnh nhân đến càng sớm thì tổn thương nhu mô càng khó phát hiện, đồng thời tiên lượng cho bệnh nhân thì càng tốt, và chúng ta phải nhớ được các cái dấu hiệu kinh điển, và chúng ta sẽ hướng đến cái vị trí tổn thương thuộc cái vùng và đoạn động mạch nào, sau chấm điểm aspect và PC aspect. Bước thứ hai cơ bản đó là cắt lớp vi tính mạch máu não. Kỹ thuật này thì hết sức là đơn giản. Chúng ta chụp động mạch não và mục đích xác định được. Thì tuy nhiên chúng ta có một cái lưu ý là cơ sở mà chúng ta không có máy MSCT, hoặc là chúng ta chia đôi cái giai đoạn chụp cắt lớp vi tính không tiêm và có tiêm này thành hai giai đoạn. Thế thì nếu mà cái quá trình giữa hai giai đoạn này kéo dài thì chúng ta cần tiến hành tiêu sợi huyết trước cho bệnh nhân. Bên CT không tiêm mà chúng ta thấy bệnh nhân có đủ tiêu chuẩn tiêu sợi huyết thì chúng ta cần làm luôn. Đấy, thế thì khuyến cáo của Hội Tim mạch của Đột quỵ Hoa Kỳ cũng là khi mà làm CTA thì cần đảm bảo không làm chậm quá trình điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. Thế tại Bạch Mai thì chúng tôi sử dụng phần tất cả các máy các lớp vi tính đa dãy, cho nên là thường là chúng tôi chụp luôn trong một thì chụp không tiêm và sẽ tiến hành dựng hình mạch máu não luôn để không làm chậm thời gian, và trong khi quá trình xử lý thì chúng ta có thể tiến hành tiêu sợi huyết sau cũng được. Câu hỏi cần trả lời, chúng ta cần phải xác định chính xác vị trí tiên rồi, vậy vì đây là mục đích chính của chúng ta. Nếu mà chúng ta làm chuyên sâu về can thiệp thì chúng ta cần trả lời các câu hỏi khác, đó là có hẹp mạch kèm theo hay không, vị trí hẹp ở đâu, hẹp nội sọ hay ngoại sọ. Nếu mà chúng ta sâu nữa thì chúng ta cần trả lời là có bóc tách kèm theo không. Trường hợp rất hiếm chúng ta có thể phát hiện hợp nhồi máu não nhưng mà có phình mạch não phần lớn, ví dụ trên 6 trên 10 mm khi mà chúng ta làm tiêu sợi huyết.
Thì ví dụ đây là một cái trường hợp bệnh nhân bị tăng động mạch não giữa, ta thấy nó có cái dấu hiệu kinh điển là dấu hiệu dạng dạng một hay còn dấu hiệu big size, thì trường hợp này chúng ta sẽ tắc trên nền hẹp nội sọ, thì đó sẽ là khó khăn trong điều trị cho chúng ta. Tập này nếu mà lấy huyết khối thì có thể chúng ta phải aspirin để chúng ta dự phòng khi mà chúng ta... Trường hợp bệnh nhân nữ 65 tuổi vào viện giờ thứ 5, NIS rất là thấp, Glasgow 15 điểm, aspect thì rất là... Trường hợp này thì có tắc tại bên phải. Trên hình ảnh dựng chúng ta có thể thấy đây là não trước, đây là não giữa và tắc ở cái... Tuy nhiên nếu mà để ý kỹ hơn chúng ta thấy là nó cũng tắc hoàn toàn động mạch cảnh trong ở bên phải. Đây là vị trí của động mạch sống nền, đây là cảnh trong bên phải hoàn. Nếu mà quan sát kỹ nữa thì chúng ta sẽ phân tích thấy gốc của động mạch trên cái hình mà chưa xóa xương ấy. Thì đây là một cái hình rất là tốt và chúng ta có thể thấy là có vôi hóa. Thì khi có vôi hóa thì chúng ta sẽ tiên lượng là mà cắt cụt tại gốc thì chúng ta sẽ tiên lượng là tắc trên nền hẹp mãn tính của kết hợp một cái huyết khối di trú lên cái đoạn M1 của động mạch não giữa. Và trong cái ngôn ngữ chuyên môn thì chúng ta hay gọi là một cái tổn thương hai vị trí hay còn gọi là chân. Với cái trường hợp này thì chúng ta sẽ dự trù trước. Khi mà chúng ta điều trị chúng ta phải có bóng hoặc là chúng ta phải có stent nội soi, khi chụp lên chúng ta thấy là có hẹp và chúng tôi phải nong bóng. Sau khi nong bóng rồi thì mới lên tiếp cận cái đoạn huyết khối ở động mạch não giữa, đoạn M1 huyết khối ra. Thế sau khi mà lấy huyết khối nội sọ xong thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái đoạn gốc. Nếu mà dòng chảy ổn định thì chúng ta có thể phải đặt stent ngoại sọ. Một cái trường hợp hiếm gặp khác là tắc đa mạch. Đây là cái trường hợp mà rất hiếm gặp, bệnh nhân và khi mà chúng tôi chụp lên thì bệnh nhân tắc động mạch cảnh trong cả hai bên. Với trường hợp này thì chúng tôi tiến hành chọc khẩn trương động mạch đùi cả hai bên và lấy huyết khối song song ở hai động mạch trong. Nhưng mà những cái trường hợp tắc đa mạch này thường lâm sàng bệnh nhân sẽ rất là nặng, tại vì cái tình trạng suy não nó không phải nhân lên gấp 2 lần mà có thể nhân lên gấp 5 hoặc 10 lần so với bình não của bệnh nhân sẽ rất là nhanh. Một số trường hợp trên CTA chúng ta có thể dựa vào thuốc của động mạch cảnh và động mạch não giữa để chúng ta càng là điểm càng cao thì tức là mức độ cấm thuốc càng nhiều và cái đoạn tắc nó càng xa thì nó sẽ tiên lượng tốt hơn. Như vậy các lô vi tính tiêm thuốc là phương tiện rất hữu dụng để đánh giá mạch máu não, do cái tiêm thuốc nó có tính động học. Nếu mà so sánh thì nó tốt hơn so với chụp cổng từ sử dụng xung quanh, tại vì chúng ta có thể lợi dụng cái dynamic của thuốc cản quang. Và nếu có thể mà chúng ta có máy MSCT, chúng ta có kim luồn 18 gâu sẵn có thì chúng ta hãy lớp vi tính không tiêm và CTA ngay trong cùng thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta không có điều kiện thì mà chúng ta phải khác để chụp một cái MSCT mạch máu não thì chúng ta trong thời gian đó thì chúng ta hãy tận dụng và chúng ta hãy điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết khi còn chỉ định. Trên CTA chúng ta hãy nhớ là không chỉ dựa vào cái vị, chúng ta không chỉ dựa đơn thuần ở vị trí tắc mà chúng ta cố gắng xác định xem là tắc đơn thuần hay có hẹp, hay có sơ vữa, hay có vôi hóa. Và chúng ta hãy nhớ là còn có cả tuần hoàn sau, cho nên là đừng luôn luôn tập trung vào tuần hoàn trước. Chúng ta có thể gặp tắc của động mạch thân nền bất cứ lúc nào mà chúng ta sẽ kết hợp với lâm sàng để hướng đến bản chất và xác định chiến lược can thiệp. Ví dụ như lâm sàng mà bệnh nhân tiến triển trong vòng 16 hoặc 24 giờ thì chúng ta sẽ nghĩ đến cái hẹp tắc mãn tính. Thế những cái trường hợp mà hiếm gặp hơn, ví dụ như tắc đa mạch thì tưởng là tiên lượng rất là nặng nề, hoặc một số các trường hợp là tắc các động mạch bào thai, ví dụ như là tắc các động mạch dưới hàm, dưới lưỡi thì nó cũng có thể có tạo các vòng nối cấp máu cho động mạch thân nền. Hình ảnh cộng từ thì đây là cái protocol mình sẽ không đi quá sâu, tại vì tí nữa thì bác sĩ Nhân sẽ đề cập kỹ hơn với chúng ta. Thì cái protocol bao gồm có sung quan trọng đó, 2 sao diffusion flare và top 3D, 4 sung. Nhưng còn nếu mà chúng ta có điều kiện chúng ta có thể chụp thêm tới máu não, xác định được lõi vào vùng nguy cơ. Nhược điểm đó là cái tính sẵn có thì nó không phù hợp, có được 24/7 ở tất cả các bệnh viện. Thế thì đây là sung T2, sung T2 tung T2 sao, mục đích chính của nó là giống như các lớp vi tính không tiêm, đấy là chúng ta cần phải loại trừ chảy máu. Và đôi khi cái chấm đen thể hiện cục huyết khối nó sẽ gợi ý vị trí tắc mạch. Đây là một cái giá trị của sung T2 sao. Tiếp đến là chúng ta có thể chụp sung 3D, sung TOF 3D mục đích là xác định vị trí tắc mạch. Tuy nhiên chúng ta lưu ý là TOF 3D là cái sung mà chúng ta không tiêm thuốc. Và khi chúng ta không tiêm thuốc thì như vậy là cái giá trị động học của cái dòng chảy có thể thấy tắc toàn bộ động mạch cảnh trong, nhưng thực ra cái cục huyết khối nó ở đoạn tận của động mạch cảnh kém hơn so với các lớp vi, có thể so là một cái là khoảng 90%. Sung flare cũng là một cái để phát hiện tổn thương nhu mô rất là tốt. Khi mà trên sung flare tăng tín hiệu thì người ta coi cái vùng đấy là cái vùng mà nó ngoài ra chúng ta có thể phát hiện cái dấu hiệu dòng chảy chậm, nó tăng tín hiệu trên sung flare tại vị trí mạch máu tương ứng. Ví dụ cái dấu tăng tín hiệu, bình thường cái dòng chảy nhanh là nó phải giảm tín hiệu,
trên souffle nếu mà nó tăng tín hiệu gọi là dấu hiệu spaghetti sign. Ở Hesivius này thì ta gợi ý là có đây là một cái trường hợp mà rất là rõ. Những cái trường hợp này thì chúng ta cần hết sức thận trọng. Một số trường hợp trên souffle tăng tín hiệu thì chúng ta nếu mà chủ quan chúng ta có thể không phát hiện ra đây là một cái xuất huyết dưới nhện. Tương với hình ảnh các lớp vi tính thì chúng ta nhìn thấy rất dễ dàng. Cần thận trọng trên cộng từ. Ví dụ những cái trường hợp này. Ví dụ cái chảy máu dưới nhện rất là nhỏ, ở trên các lớp vi tính cũng rất là khó. Và trên flare nếu mà chúng ta không để ý chúng ta có thể bỏ sót. Ta lại hướng đến nhồi máu thì sẽ rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Diffusion là một xung hết sức quan trọng và được coi là các tổn thương trên diffusion được coi là tổn thương không đảm được với lõi nhồi máu. Và cái hình ảnh tăng tín hiệu trên diffusion càng rộng thì tiên lượng rồi. Và người ta coi cái cắt milit là cái mức mà nhồi máu diện rộng. Thì với hình ảnh trên diffusion thì người ta thấy cao trong phát hiện tổn thương thiếu máu não cấp. Và thông thường tổn thương có thể phát hiện trong vòng từ 30 phút đến 1 tiếng sau khi bệnh nhân bị đột quỵ. Ví dụ như bệnh nhân này đột quỵ rất là sớm, giờ thứ 3 Glasgow 14 điểm, tức là rất là nhanh. Tổn thương trên các lớp vi tính chúng ta có thể thấy tăng tỷ trọng. Đây chúng ta thấy có rất nhiều những ảnh có xương. Và để mà nói là có tổn thương tại vị trí cầu hay cuống não hay không thì rất là khó. Bản thân trong trường hợp này nếu mà chúng ta phát hiện được dấu tăng tỷ trọng của động mạch thân nền cũng là một cái khuyến khích rất là lớn rồi. Ngược lại thì đối với cái trường hợp mà đối với trường hợp này thì bệnh nhân đột ở thứ 3 nít bắt đầu tăng từ 3 đến 6 điểm. Rất là rõ trên ảnh diffusion cho cái giá trị của sum diffusion và thế như vậy là cái cộng khi mà chúng ta muốn đánh giá cái tuần hoàn sau. Ngoài ra còn một cái nữa ứng dụng sử dụng cái vùng chênh giữa cái sum diffusion và flare. Theo một cái nghiên cứu trên trên các cái con chó nhỏ thì người ta thấy là khi mà người ta gây nhồi máu não thì cái sum flare thường không tăng tín hiệu trong 3 giờ đầu. Còn khi tổn thương đã tăng tại 3 giờ thì phần lớn đó là tổn thương quá cái cửa sổ 4,5 giờ. Thế như vậy là nếu một cái trường hợp bệnh nhân mà vào viện mà có tăng tín hiệu trên mặt, chúng ta không biết bệnh nhân bị đột quỵ lúc nào, là bệnh nhân đi ngủ sau đó chúng ta gọi dậy thì bệnh nhân không tỉnh. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái vùng mismatch giữa diffusion và flare. Tức là một cái tổn thương mà tăng tín hiệu trên diffusion nhưng chưa tăng trên flare thì người ta cho rằng là gì? Nó vẫn trong vòng cái cửa sổ 4,5 giờ. Và như vậy là các anh chị và các bạn vẫn có thể sử dụng được thuốc tiêu sợi huyết. Thế còn nếu mà đã tăng trên cả diffusion và flare, tức là nó sẽ ngoài cửa sổ 5 giờ. Và như vậy chúng ta sẽ không dùng thuốc tiêu sợi huyết nữa. Và chúng ta chỉ có thể cân nhắc là sử dụng lấy huyết cối cơ học thôi. Một số cái trường hợp chúng ta vẫn còn tranh cãi đó là điểm aspect. Thế thông thường khi chúng ta chụp cộng từ ta vẫn chấm điểm aspect. Nhưng mà mặc dù chúng ta biết là cái aspect là cái thang điểm. Thế với cộng tăng tín hiệu trên diffusion thì chúng ta sẽ suy đó là giảm tỷ trọng trên các lớp vi tính và chúng ta vẫn sẽ trừ. Tuy nhiên một số trường hợp thì chúng ta cần phải hết sức linh động và phối hợp với lâm sàng. Ví dụ như trường hợp này bệnh nhân nam 64 tuổi giờ thứ 5 nít thì không quá cao, tức là lâm sàng cũng không nặng, nhị liệt bên phải có 4/5 thôi. Cái trường hợp này thì tổn thương lại khá là rộng. Đấy, chấm điểm thì chúng ta có thể trừ 3 cái vùng vỏ não, 6 vùng. Nên như vậy bệnh nhân này có thể là chỉ chấm khoảng 4 hoặc 5 điểm. Thế thì như vậy là chúng ta có nên lấy huyết khối hay không? Thì đấy cũng là cái câu hỏi mà cần đặt ra. Tại vì chúng ta biết là với cộng từ chúng ta nhìn tổn thương rõ hơn so với các lớp vi tính. Đấy, không phải cái nào mà tăng trên diffusion chúng ta cũng sẽ thấy giảm trên các lớp vi tính. Nên cái chúng ta cần phải hết sức cân nhắc và tùy từng trường hợp cụ thể. Thế ví dụ một cái trường hợp bệnh nhân nữ 28 tuổi, lupus ban đỏ hệ thống vào viện giờ thứ 3, tức là rất là sớm. Glasgow 15 điểm, trong khi nít thì chỉ có 5 điểm thôi. Nhưng mà chụp thì chúng ta không thấy hoàn toàn tín hiệu. Và trên cái hình ảnh cộng từ chúng ta thấy quá nhiều. Và cái này nếu mà chấm điểm thì bệnh nhân này có tổn thương cả nhân bèo, đầu nhân đuôi, thùy đảo. M3 tức là bệnh nhân chỉ được có aspect khoảng 5 điểm thôi. Để chỉ định tiêu sợi huyết. Như tuy nhiên là cái trường hợp này chúng tôi đặt ra đó là bệnh nhân trẻ giờ thứ 3. Nên chúng tôi vẫn quyết định. Chúng ta so sánh trước và sau. Có vẻ ở đây nó có một cái hiện tượng gọi là đặc. Cái này thì người ta trên thế giới thì nguyên nhân nó vẫn chưa rõ ràng. Và vì thế cái trường hợp là có nên can thiệp lấy huyết khối hay không lấy huyết khối, ngoài những cái tiêu chuẩn thông thường, một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta cần cân nhắc và cần phải có kinh nghiệm. Và những cái trường hợp mà lấy huyết khối trên bệnh nhân aspect thấp hoặc là bệnh nhân trẻ tuổi đang nghiên cứu rất là tích cực để có thể đưa ra những cái khuyến cáo nhất định.
Như vậy là với các kỹ thuật cơ bản, khi mà chúng ta so sánh các lớp vi tính và cộng từ thì chúng ta để đánh giá ở đây thì lúc này tích rồi, và tôi sẽ không nhắc lại từng phần nữa. Cộng từ thì chúng ta sẽ ưu tiên trong trường hợp bệnh nhân có đột quỵ thức giấc, hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta cần đánh giá ở tuần hoàn sau. Thì còn các trường hợp một số những kỹ thuật chẩn đoán nâng cao, đầu tiên đó là kỹ thuật chụp vi tính nhiều pha. Thực ra kỹ thuật này nói là cao nhưng mà cũng không phải là cao lắm, và có thể áp dụng ở rất nhiều các bệnh viện, và nó rất là tốt, nó rất là đơn giản cơ bản. Kỹ thuật này thì được đưa ra từ năm 2015 của ông Menon tại một nghiên cứu ở Canada. Thì cái kỹ thuật này thì nghe thì phức tạp, nhiều pha, nhưng mà thực ra nó rất là đơn giản. Ngay sau CTA, chụp sau CTA, tức là đầu tiên chúng ta chụp CTA là chúng ta bơm thuốc cản quang, thuốc sẽ lưu thông từ cung động mạch chủ, chúng ta sẽ tiến đến vòm sọ. Thế ngay sau đó chúng ta sẽ cho bàn chụp xuống nền sọ, chúng ta cắt thêm hai thì nữa. Mục đích là gì? Giống như chúng ta chụp cái dynamic của đánh giá dynamic ở trong nội sọ, và chúng ta hướng đến là chúng ta đánh giá tuần hoàn màng hệ. Tại vì chúng ta biết là có những người tuần hoàn màng hệ rất phát triển thì bệnh nhân có thể vào viện ở giờ thứ 6, giờ thứ 10 nhưng mà lâm sàng vẫn rất là tốt. Đặc biệt là những cái bệnh nhân trẻ thì màng hệ rất là phát triển, hoặc là những cái bệnh nhân mà có hẹp tắc lâu ngày mãn tính. Đấy, thì đấy là những cái mà chúng ta hướng đến chỉ dùng tiên lượng cho bệnh nhân. Thì đánh giá bảng hệ thì người ta sẽ chia theo các cái điểm. Đấy, các bạn có thể đọc đây. Chia từ 0 đến 5, và 5 điểm sẽ là bảng hệ tốt và 0 điểm là bảng hệ. Tiên lượng không tốt và chúng ta sẽ phải lấy huyết. Ví dụ cái trường hợp mà bệnh nhân tắc trong và não giữa bên trái, chúng ta thấy là cái bán cầu trái gần như là nó có cái vùng vô mạch ở thì bắt đầu mình có mạch bò. Trường hợp này thì tiên lượng rất là nặng nếu mà chúng ta không lấy huyết khối sớm, mặc dù bệnh nhân là vào viện ở ngay giờ thứ 2. Trường hợp khác, bệnh nhân 60 tuổi vào viện ở giờ thứ 3, nít thì rất là cao. Đấy, tắc cái trường hợp này thì chúng tôi chụp thì chúng ta thấy điểm bảng hệ khá là tốt, 4 điểm. Đấy, chúng tôi chưa lý giải được tại sao nít lại cao thế. Sau cái vị trí tắc khá là tốt. Tuy nhiên là đây là một cái giá trị khác của CT multiphase, tại vì như tôi đã nói ở cái phần đầu, tức là CT chụp CTA, cái giá trị lớn nhất của chúng ta là chúng ta có thể đánh giá được cái dynamic, cái lưu thông của thuốc cản quang. Ví dụ đây là pha 1, nếu mà chúng ta dựng hình lên chúng ta sẽ thấy thu được hình 3D, tức là chúng ta không đâu. Ví dụ đây là đoạn xương đá, là cái đoạn dễ nhìn nhất. Đến cái thì 2, nếu mà chúng ta không chụp multiphase chúng ta không có hình ảnh này. Ta vẫn đọc là tác động mạch cảnh trong. Nếu mà thì 2 ta thấy thuốc cản quang nó bắt đầu lưu thông lên. Thì như vậy là nó đã cung cấp thêm cho chúng ta về cái giá trị dynamic của thuốc cản quang. Và với cái trường hợp mà thuốc lưu thông lên như vậy thì chúng ta thấy là nó như vậy là chúng ta có thể xác định là trường hợp này là một cái huyết khối mới và tắc động chứ không phải là tắc tốc của động mạch cảnh trong giống như cái hình 3D ở pha 1. Hình ảnh này được khẳng định khi mà chúng tôi chụp DSA lên và sau đó bệnh nhân được. Như vậy là chúng ta thấy được cái giá trị của pha 2 và pha 3, đó chính là cái lưu. Và chúng ta không chỉ có một tỷ, và đây cũng là cái mà chúng tôi khuyến khích là các bệnh viện ở tất cả các tuyến chúng ta có thể triển khai được. Nếu mà chúng ta đây thì chúng ta nên chụp cả CT multiphase. Như vậy là các lớp vi tính nhiều pha đó là một kỹ thuật đơn giản, dễ làm, không mất thời gian. Thông thường bệnh nhân chụp thêm hai pha thì bệnh nhân chỉ mất thêm khoảng cái giây so với cái chụp các lớp vi tính mạch máu não thông thường. Bệnh nhân cũng không phải tiêm thêm thuốc sau khi chụp các lớp vi tính mạch máu, chúng ta chụp thêm hai lần sọ thôi. Và nó, nhưng mà cái giá trị mang lại của nó là rất lớn, nó cung cấp thông tin về tuần hoàn màng hệ và vùng thiếu máu, cung cấp cho chúng ta một cái hình ảnh dynamic của thuốc cản quang thiếu. Như vậy chúng ta hướng đến các nguyên nhân chuyên sâu, ví dụ như là tắc tại đoạn tận có bóc tách hay không, hay bệnh nhân có xơ vữa vôi hóa tại gốc, thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến chiến lược điều trị, và cái này rất là cần thiết. Phần nữa mà chúng ta nói đến rất nhiều trong khoảng 5 năm trở lại đây, đó là các lớp vi tính tưới máu não, dựa trên cái sinh lý đó là chúng ta xác định xem là cái vùng nào của nhu mô não, vùng nào là đã chết. Những bệnh nhân mà cái tổn thương nhu mô não đã chết mà nó quá lớn thì chúng ta sẽ không cố gắng. Nhưng mà những cái tổn thương mà cái vùng lõi nhồi máu nhỏ và vùng nguy cơ lớn thì chúng ta sẽ cố gắng phải tái thông nó ra. Đây thì dựa trên cái động học cái vùng thiếu máu thôi. Ví dụ cái bệnh nhân nam 50 tuổi vào viện giờ thứ 5. Ta thấy là có tổn thương ở ván cầu bên trái và bệnh nhân liệt phải. Cái này thì khi chụp multiphase chúng ta thấy là thì cái bệnh khá kém. Ở pha 1 chúng ta không thấy thuốc đi vào cái vùng 2 thì mới bắt đầu xuất hiện. Trường hợp này thì chấm điểm bảng hệ nó khoảng 2 đến 3. Ta thấy cái đoạn xương đá của động mạch cảnh ở pha 1 nó không hiện, nhưng pha 2 thì bắt đầu hiện. Và chúng ta thấy là khi mà thuốc động học như thế chúng ta hai bên, và chúng ta có hiệu gợi ý là bóc.
Khi mà thuốc đã lưu thông qua gốc của động mạch cảnh thì thường chúng ta gặp huyết khối của đạn tận hoặc là bóc tách. Thế còn nếu mà thuốc không qua được gốc thì thường chúng ta sẽ nghĩ đến sơ vữa do vô hóa. Thì trước đây khi chưa có phần mềm Rapid thì chúng ta có thể áp dụng theo nhiều phương pháp, chúng ta có thể điều chỉnh ít theo tốc độ dòng chảy. Đấy, theo phần mềm sẵn có trên hoặc là chúng ta có thể bắt chước cái phần mềm Rapid, tức là chúng ta sử dụng, chúng ta cài đặt cái thông số của cái phần mềm của chúng ta giống với Rapid. Ví dụ như là quy định lõi đó là vùng nguy cơ đó là Tmax trên 6 giây hoặc là lõi native CBF dưới 30%. Thì trường hợp này một cái trường hợp bóc tách và nên chúng tôi quyết định là chỉ điều trị nội khoa. Thì khi mà so sánh thiết định cái khái niệm mà tưới máu não ấy, thì người ta đã đề cập khoảng 20 năm trở lại đây rồi. Nhưng mà mới gần đây từ 2018 thì do cái thành thì người ta mới đưa cái phần mềm Rapid vào sử dụng. Thì vấn đề của cái việc tưới máu não chậm trễ được đưa vào đấy là do khác biệt giữa các cái phần mềm tưới máu não khác nhau. Ví dụ đây là một cái nghiên cứu khá là nổi tiếng của Osten so sánh giữa máy của Philips, của Siemens và cái phần mềm Rapid, thì kết quả cho Rapid có giá trị dự báo tốt nhất các cái vùng tổn thương lõi nhồi máu cũng như là cái vùng nguy cơ. Chính vì vậy mà hiện tại Rapid được coi là cái phần mềm tiêu chuẩn trong đánh giá tưới máu não thôi nhé, trong đánh giá tưới máu não ở trên các bệnh nhân mà chúng ta đến viện ngoài cửa sổ. Đây là cái bản đồ quen thuộc mà chúng ta thấy được trên phần mềm Rapid, nó sẽ xác định lõi đó là dưới 30% so với bên đối diện. Đây chúng ta sẽ có cái lõi nhồi máu là 44 ml, thì cái thời gian Tmax lớn hơn 6 giây là 177. Vậy cái vùng nguy cơ, cái vùng mà chúng ta còn có thể cứu được đến 133 ml, và như vậy trên cổng từ thì chúng ta có làm được tưới máu não không? Chúng ta trước đây chúng ta vẫn hay làm đó là BSC, tức là tiêm dynamic thuốc cản quang liên tục dựa trên cái ảnh T2 sao, thì chúng ta cũng dựng được cái bản đồ giống như cái bản đồ tưới máu não nước vi tính. Đây là một cái trường hợp mà trước đây chúng tôi ứng dụng thì bệnh nhân tác động mạch cảnh tái thông, thì chúng ta thấy là có sự thay đổi của bản đồ tưới máu não rất là rõ. Thì nếu mà chúng ta cũng có thể sử dụng cái phần mềm tưới máu não trên cổng từ, và nếu mà chúng ta vào phần mềm Rapid thì kết quả nó sẽ chính xác hơn. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái phần mềm tự có ở trên máy, ví dụ như Siemens hay Philips, thì cần phải hết sức thận trọng một chút, cái đấy nó có thể gây ra cái kết quả chênh lệch, nhất là trong cái trường hợp mà bệnh nhân ở cái vị trí giáp ranh, ví dụ như cái lõi nó có thể là 60 ml, nếu mà tính theo Rapid là 60 mà tính theo cái phần mềm của chúng ta nó lại là 80 chẳng hạn, thì chúng ta cũng cần hết sức thận trọng. Số cái kỹ thuật hiện đại khác chúng ta có thể sử dụng đó ASL, aerospin labeling. Tuy nhiên cái kỹ thuật này thì cái độ chính xác nó vẫn đang được nghiên cứu và chưa được chính thức trong các phòng khám của đột quỵ đường máu não. Thì theo guideline năm 2019, sau cái nghiên cứu thành công của nghiên cứu Don và Diffuse 3, thì người ta thấy rằng là với trước thì bệnh nhân đến viện trong vòng 16 giờ thì được lấy huyết khối nếu mà thỏa mãn theo tiêu chuẩn của Don và Diffuse, và đến 24 giờ thì bắt buộc phải thỏa mãn theo. Cái đây là những cái nghiên cứu, đây là nghiên cứu Don. Thì nghiên cứu Don ta thấy là cái tiêu chuẩn nó khá là phức tạp và khó nhớ, cho nên trong thực tế lâm sàng thì chúng tôi hay áp dụng cái tiêu chuẩn của nghiên cứu Diffuse 3, thì nó đơn giản hơn là lõi nhồi máu dưới 70 ml và tỷ lệ vùng thiếu máu ít nhất là từ 1,8 lần trở lên, thì chúng ta sẽ và cái phần tiêu chuẩn trong tưới máu ở đây Rapid. Còn nếu mà chúng ta không có Rapid, chấp nhận là chúng ta sẽ hơi thiếu hụt một chút, mà chúng ta sẽ phải suy luận tùy theo từng ca nếu mà chúng ta sử dụng dựa trên phần mềm. Thế về cửa sổ điều trị thì trước đây chúng ta quy định là dựa theo thời gian, tức là trong vòng 6 tiếng với tuần hoàn trước mà ta không lấy huyết. Và bây giờ có tới máu não rồi, và cái mức độ sống của nhu mô của mỗi cá nhân là khác nhau, cho nên người ta dựa vào cửa sổ nhu mô. Còn sống thì chúng ta còn can thiệp lấy huyết khối. Tuy nhiên chúng ta cũng lưu ý đó là không lạm dụng cái phần mềm. Nếu chúng ta không có cái phần mềm Rapid, tại vì chúng ta biết là Rapid và chi phí cho Rapid là rất là lớn, khoảng 100 triệu một năm. Thế thì nếu chúng ta không có, chúng ta cũng đừng lo lắng, tại vì phần lớn các bệnh nhân đã sẽ đến viện trong vòng 6 giờ đầu. Đấy. 100% các bệnh nhân đến viện trong có vùng nguy cơ, cho nên chúng ta cứ tự tin chúng ta điều trị cơ bản dựa trên các đơn vị tính không tiêm CTA. Chúng ta có chỉ định trong vòng 4,5 giờ đầu chúng ta dùng tiêu sợi huyết, và sau đó chúng ta sẽ kết hợp với lấy huyết khối cơ học. Chúng ta không nên lạm dụng đối với cái phần mềm. Đây là một cái nghiên cứu khác cho thấy là nếu trong trường hợp bạn áp dụng cái phần mềm máu não thì cái số bệnh nhân cần điều trị của bạn để đạt tốt là chỉ là 3 thôi. Thế còn trong trường hợp bạn không áp dụng phần mềm tưới máu não thì NET nó lên đến 5, tức là điều trị 5 người mới được một người tốt. Tuy nhiên cái NET nó lại áp dụng được cho cái số lượng dân số lớn hơn,
trong khi là chúng nếu mà chúng ta áp dụng tới máu nhập như là trong QST này làm perfusion cho mọi bệnh nhân thì số lượng bệnh nhân chúng ta điều trị được trên cái quần sẽ thấp hơn rất là nhiều, nó sẽ chênh nhau 1,6 lần. Ví dụ trường hợp này ta điều trị được cho tận 16 người, trường hợp này ta chỉ điều trị được cho 10 người thôi. Thì đấy là cái mà chúng ta phải cân nhắc. Phần này thì không có gì đặc biệt, mình sẽ xin phép bỏ qua. Để tối ưu hóa thời gian, tương lai chúng ta sẽ cố gắng hướng đến, ví dụ như là những cái on-time scan. Ví dụ trường hợp này bệnh nhân chụp ở bệnh viện ở tuyến dưới. Thế thì câu hỏi đặt ra đó là khi mà chuyển lên bệnh viện tuyến trên, chúng ta có cần phải chụp lại không? Tuyến dưới đã cho thấy là tắc. Thì tương lai, thế thì bình thường tại một số các bệnh viện, là nếu mà lâm sàng mà bệnh nhân tăng nặng và nghi ngờ có chuyển dạng chảy máu, vẫn nên chụp lại một cái cắt lớp vi tính và cắt lớp vi tính có tiêm. Và điều này sẽ dẫn đến chuyện là bệnh nhân có thể mất thêm khoảng 30 phút đến 1 tiếng so với thông thường. Phát triển người ta đã cố gắng làm cái one time scan, tức là người ta sẽ đưa thẳng bệnh vi tính XPCT tại phòng can thiệp luôn. Và như cái trường hợp mà bệnh nhân vừa xong chụp tại Bạch Mai, chúng ta thấy là có cái vùng nhồi máu ở cái vùng vị trí M3-M6. Tuy nhiên là không có chuyển dạng chảy máu, và so với cái tắc M1 thì vùng nguy cơ vẫn còn rất là lớn luôn, và tiết kiệm cho bệnh nhân 30 phút chụp chẩn đoán. Thế nên thế như vậy là cái này là chúng ta có thể làm nếu mà chúng ta có một cái hệ thống chụp máy chụp DSA đủ hiện đại thì cũng kỳ vọng có thể triển khai được. Cái vấn đề ngày xưa mà chúng ta đưa ra chúng ta không làm được, khi mà chúng ta muốn chụp trên cái máy DSA đấy là cái chất lượng hình ảnh nó không đủ tốt. Chúng ta biết là nhưng mà với các cái máy chụp hiện đại hiện nay như là cái máy hai bình diện như chúng ta thì cái chất lượng hình ảnh nó rất là tốt, và cái với cái hệ đầu thu cũng như là tốc độ. Thấy ở đây là thế hệ thứ nhất, đến thế hệ thứ hai là những cái nhiễu ảnh của xương nữa. Và so với cái hình ảnh MSCT chuẩn ấy, nó cũng là một người ta hướng đến là những cái Xper hay Cone Beam CT tương lai nó sẽ là đạt đủ cái tiêu chuẩn chẩn đoán, và có thể là bệnh nhân đột quỵ là được đưa thẳng vào trong phòng can thiệp và chúng ngay tại bàn, chẩn đoán ngay tại bàn, tiêu sợi huyết ngay tại bàn, và trong khi đó thì cái ekip can thiệp để lấy huyết ngay tại bàn. Thì đó là những ta hy vọng là có thể làm được, thậm chí perfusion ở trên máy DSA. Cái này ở nước ngoài nó đang nghiên cứu rất là tích cực rồi. Như vậy là các lớp vi tính tưới máu hay là cộng từ tưới máu, đặc biệt với trường hợp mà bệnh nhân đến cái cửa sổ muộn trong vòng giờ đối với tuần hoàn trước. Thế thì cái phần mềm được cho là tiêu chuẩn hiện tại đó chính là phần mềm Rapid, giúp cái chính xác và các thông số nó theo chuẩn quốc tế được mạch và được kiểm Hoa Kỳ. Nhưng mà chú ý đó, chúng ta không lạm dụng cái phần mềm tưới máu Rapid cũng không phải là tất cả. Với cửa sổ điều trị ta có thể không cần cái trường hợp tính tưới máu não trước 6 tiếng, thì chúng ta cứ tự tin chẩn đoán theo cái nguyên tắc chẩn đoán. Một số các kỹ thuật bổ sung như là dự báo chảy máu não, hình thấm của thành mạch, cái này giúp đấy tiết cái khả năng chảy máu sau. Sử dụng cái đo kính thấm thành mạch FEP, hoặc là chúng ta có thể sử dụng chụp lượng. Để ví dụ đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân có tác động mạch não giữa, đo cái kính thấm của thành mạch thì nằm cao hơn rất nhiều so với bên trái là không phải. Nếu mà sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, sức cân nhắc, tại vì nó chuyển dạng chảy máu rất là lớn. Nghiên cứu của chúng tôi thì cái ngưỡng cắt off nó là 1,3. Trường hợp khác thì chúng ta thấy là cái bên trái nó có tăng tính thấm do tác động mạch não giữa ở bên trái, nhưng mà xa cho nên là cái tăng tính thấm nó không quá cao, và sau khi tái thông nên cũng không có xuất hiện. Cái trường hợp khác thì các bạn có thể áp dụng đó chụp cắt lớp vi tính hai mức năng lượng, và nguyên lý kỹ thuật thì nó khá là phức tạp nên chỉ xin phép đề cập các cái ca lâm sàng. Tức là khi mà chúng ta chụp với hai mức năng lượng thì chúng ta sẽ dựng được hai bản đồ. Một bản đồ là virtual non contrast, tức là một cái vi tính ảo, và một cái là bản đồ iodine, tức là bản đồ tính thấm của iốt. Chúng ta thấy có tăng tỷ trọng ở trên bản đồ iodine nhưng mà không tăng tỷ trọng ở cái virtual non contrast, tức là cái này đó là thấm của iốt trên não. Và sau đó chúng tôi sẽ đo cái mức độ thấm miligam trên milit thì nó sẽ có nguy cơ. Trường hợp nào mà cái nồng độ của iốt mà dưới cái ngưỡng này thì cái nguy cơ chảy máu nó sẽ rất là thấp. Như vậy kết luận lại thì chẩn đoán và điều trị đột quỵ thì cần được đang có trong tay những cái kỹ thuật và công nghệ rất là cao và phát triển không ngừng. Tuy nhiên là những cái cơ bản như các lớp vi tính không tiêm và mạch máu não thì luôn được khuyến cáo nhanh chóng và rất dễ tiếp cận. Chúng tôi cũng khuyến cáo là chụp các lớp vi tính nhiều pha tại tất cả các bệnh viện nếu mà chúng ta có máy MSCT, thì nó đơn giản, hữu ích và cực kỳ lượng, cũng như là xác định cái chiến lược điều trị cho bệnh nhân.
Một số các trường hợp mà đột quỵ ở tuần hoàn sau hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta không rõ thời gian khởi phát thì chúng ta có thể chụp cổng từ. Tại vì cổng từ thì có cái sung diffusion có độ đặc hiệu và giá trị rất là cao. Tuy nhiên là khả năng tiếp cận thì tùy từng bệnh viện. Và chúng ta lưu ý là đã chụp diffusion thì phải chụp kèm với flare để xác định cái vùng nguy cơ là cái vùng chênh giữa diffusion và flare, tức là tăng trên diffusion mà chưa tăng trên flare. Thì chúng ta gợi ý là những cái tổn thương đấy nó trong vòng 4,5 giờ và chúng ta vẫn có thể được sử dụng tiêu sợi huyết. Thế còn kỹ thuật nâng cao khác đó là cắt lớp vi tính và cổng từ tưới máu thì được khuyến cáo với cửa sổ muộn, tức là lớn hơn 6 tiếng đối với tuần hoàn trước sau thử nghiệm của Don và Diffuse 3. Và chúng ta sử dụng cái công thức đơn giản đó là lõi dưới 70 ml và cái vùng nguy cơ trên cái lõi thiếu máu là trên 1,8 lần à, theo tiêu chuẩn của Diffuse 3 thì nó rất là dễ nhớ. Ngoài ra một số kỹ thuật nâng cao chúng ta có thể dự báo mức độ chảy máu sau can thiệp dựa trên cắt lớp vi tính tưới máu hoặc là cắt lớp vi tính hai mức năng lượng. Đó là những cái hướng phát triển là rất là mới. Và xin chân thành sự cảm ơn sự chú ý theo dõi của